cũng đã sập. Hiện tại thì cũng không có chỗ mà ở nữa rồi. Và cái cột ở trước mặt đây này là trước cũng có nghe nói, bà con ở trong này nói là cái nhà của hai ông bà là cũng đã bị cháy một lần. Đó, và được bà con là dập tắt. Tuy nhiên là vẫn không kiếm được cột ấy, xong rồi vẫn sử dụng cái cột cũ cho nên là bây giờ mới đen xì và thành than hết rồi cô bác. Đó, bị móc mọt mụt hết rồi. Đó, và những cái cột nữa, những cái chan mà có tuổi đời khá là lâu, ông bà là rất là tiếc cho nên là không dán vứt đi. Ở bên dưới là cái chậu mà đó, bà có để dạng như kiểu là một cái bô cho ông ấy. Đây cô bác ấy. Đấy, có dạng như là một cái bô cho ông ấy. Ông bây giờ đại tiểu tiện là một chỗ thôi, vì thứ nhất là mắt không nhìn thấy, thứ hai là sức khỏe là hiện tại là ông đứng dậy đi lại mọi thứ là ông cũng không thể đi được rồi. Ông nhìn thấy không ạ? Giờ này giờ chụp bớt nhớ chả? À, bỏ tôi lo lâu. À, tôi đi à, tôi chỉ lo hù. Tôi lo hù à? Ừ. Bác Hồ. Vâng, đây là bác Hồ ạ. Vâng, đây là cái thời của ông là không biết cái mệnh đá tiền này đâu. Đấy, thời của ông là chỉ có cái tờ 100 tiền giấy kìa. Được hơn 10 năm là không biết đi chợ, không biết đi tiêu tiền rồi. Hơn 10 năm thì là tất cả 2 là 10. Ông là đang không biết hình ảnh của bác là ở đây. Đấy, ông là có một người già già trong này này. Ông bảo như vậy. Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng Bí Thư Già đang trên đường đi vào xuống chỗ nhà của hai ông bà cụ 102 tuổi. Hôm nay thì anh em chú cháu vào đây để trao phần quà của các bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như, cũng có gửi tiền về để giúp đỡ cho hai ông bà cụ. Các bác cũng có nhắn là mua gạo này, mắm muối, mì chính, nhu yếu phẩm, trứng, sữa cũng như là mì tôm. Ở đây thì hôm nay anh em chú cháu cũng có mang vào rồi. Và trong cái khoản hỗ trợ này thì các bác cũng có hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho anh em đội tim là một phần quà là 500.000 đồng. Tuy nhiên ở đây thì đây không có tiền lẻ thì tí nữa lấy cho anh em sau nhá. Anh mình đi trao quà thật sự thưa cô bác, là những cái thước phim trước anh em có chia sẻ rất là nhiều, và ông bà thì hiện tại là không có nhà cửa ở, đi ở nhờ nhà cộng đồng thôn, tức là nhà văn hóa của thôn ấy. Xách cái này đi, mang đi một hộp mì tôm để tôi ra gạo xong làm rồi. Ôm một hộp mì tôm nữa được. Đưa đi chở xe chưa? Mang đây mì tôm. Đây được rồi, đi. Đây nào thì. Mấy thanh niên này chơi đây vui nhỉ? Tầm giữa trưa hè như này bây giờ ở đây mà chơi như ở nhà văn hóa này trên thì đổ mái này mát lắm ấy. Đúng rồi. Ừ. Phải như thế thì mình mới mát. Ừ. Còn nếu mà trên cái mái mà toàn tôn không ấy thì vẫn nóng mà. Ừ. Nhưng mà bọn trẻ con thì nó có biết cái gì nóng đâu. Nóng mấy mà nó không chơi á. Ừ. À thế là hai ông bà là cũng được xã hỗ trợ tiền để ấy, nhưng mà tức là bên thôn là cũng kiểu không có anh em, là không có ai đứng ra để làm cho đúng không? Đúng rồi. À. Cho nên là cũng khá là khó khăn đấy. Đây căn nhà của hai ông bà đây các bác. Sau bao nhiêu đợt mưa bão thì cũng đã sập. Hiện tại thì cũng không có chỗ mà ở nữa rồi. Hai ông bà cũng chỉ ở tạm như vậy thôi. Ở tạm chỗ nhà cộng đồng thôn thôi. Còn bên dưới này là ngôi nhà của mẹ cháu Dính. Đấy, mẹ cháu Dính là có về lấy chồng ở đây. Vâng. Không biết hôm nay có nhà. Chắc là có nhà hay sao? Ừ, mở cửa. Đồ hơi nặng, mang được xuống dí. Nhớ ông bà chứ. Nhân này hưởng thụ nước rồi. Ăn đấy. Gì bé? Hả? Tắm à? Sướng nha. Đây có cả một cái vũ nghề luôn. Nước chảy từ tổ nhà con ở đâu? À, chảy nhà thì. Hả? À, nước sóng á. Ô, nhà này à? Ừ, phải đấy. À. Đi chú đi. Nhà chè tài. Đi đâu? Ờ. Quá chỉ thương. Làm đây múa chỉ ní. Ờ.
Nước chưa? Ồ, chỗ nhà cộng đồng này cũng nước chảy nhiều chỗ phết nhỉ? Có mà. Hầu như là như ngày mưa thế này là đâu cũng nước. Ôi, tay mực rồi. Hôm nay thì anh em con chào ông bà nhé. Cái chơi giờ. Thôi để trên giường luôn nhỉ. Để trên giường luôn đi. Cái này bao gạo thì mình dính. Mà nãy thì mở cửa thì trời nóng quá, bà cởi áo ngủ. Là thời tiết này thì mưa thì cũng khá là mưa nhưng mà khi nắm lên thì nóng lắm. Oi, nó bị oi. Ông bảo ông cứ ngồi đi. Nó gió mà nhỉ? Nó gió. Đợi 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 ông nhỉ. Ui chị bột cây à? Đang to. Vâng. Ông bây giờ năm nay là không phải là 102 rồi nhờ. Chắc là 103, 104 rồi đấy nhỉ. Đúng rồi. Cũng lâu rồi mà anh mình chia sẻ được. Dạ. Ờ, sống đi mua hàn tàu sống nhé nhỉ nhờ. Tàu. Hả? Ít của plo rồi, ít của chi. Ít của hàn tàu. Của chi ư. Chắc là năm à. Tàu. Ít của linh chi nhé nhỉ. Ít của linh chi chủ. Ồ, 105 tuổi rồi. 105 tuổi. Là thế là ông là 105 xem này. Của linh chi hai rồi tiền tá. Hai, hai, sư. À, 1919 1919 Dạ, không phải già phết, mà già lắm rồi. Đấy. Cái nhà này không có trần, nên nóng lắm. Đấy các bác, bây giờ ông bà thì cũng chỉ ở tạm bợ như vậy thôi. Còn chỗ nhà văn hóa ở thôn thì bên trên những cái phần mái bên trên này cũng đã bị bay mất móc, và chỗ này nước cũng mưa hôm vừa tối hôm qua là cũng mưa. Đúng rồi. Đấy thì nước mưa cũng có, và đây này dột đây nhà đây đấy, và chỉ quanh quẩn như thế này thôi. Có bà ở đâu ấy nhỉ? Tài ơi, thế Tài không mất chiều ở nó liền lần nãy bà cười. Ừ, đây giá dọn đây. Ông nó bây giờ mắt không thấy rồi. Nhòm. Nhậu mà. Nó nên nhau này chứ là. Nên là tế tả mà. À. Bà không nói cháu vào đây mà đi đâu ấy. Nó mà bé lọ chỉ bó mỡ chị ạ. Ồ, chị nó hóa lấy này. Chị hài liều. Nhưng mà bà là ông là 105 mà bà là bà là năm nay chắc cũng tầm 8 mấy rồi nhỉ? 8 mấy 90 gì đấy. 90. Ồ. Ồ sao nhỉ? Ồ muốn ăn tới sống nhỉ bà. Gì chảo lo. Gì chảo to nhất nhỉ? Nó gì chảo to. Nhá gì chảo to chứ. Nó chảo to như thế. Cô bác ạ, hơi tế nhị một chút là ông hiện tại là nằm một chỗ rồi, cả đại tiểu tiện một mọi thứ là ông cũng một chỗ luôn, thật sự luôn. Cái này anh em chúng cháu là cũng ngày cũng chưa chia sẻ đấy cô bác. Ở bên dưới là cái chậu mà bà có để dạng như kiểu là một cái bô cho ông ấy. Đây các bác này. Đấy. Có dạng như là một cái bô cho ông ấy. Ông bây giờ đại tiểu tiện là một chỗ thôi, vì thứ nhất là mắt không nhìn thấy. Thứ hai là sức khỏe là hiện tại là ông đứng dậy đi lại mọi thứ là ông cũng không thể đi được rồi. Đấy. Cũng rất là... Mọi cái hiện tại là cũng chỉ một mình bà lo cho hết. Từ chăm sóc rồi là nương dẫy. Bà hiện tại là vẫn phải làm nương để chăm lo cho ông. Là cũng sống với nhau mấy chục năm trời. Đến bây giờ tự về già là cũng không có con cái trong chăm sóc như này là một mình. Một mình hơi, là bà. Hơi buồn một tí nhé. Một mình bà là phải nuôi nấm ông...
cộng thêm thêm mì nữa. Bạn hơi buồn một chút nhưng mà đưa anh em đang có, em Dương đang nghĩ một điều như này. Bây giờ ví dụ bây giờ bà hoặc là ông tầm tuổi này, nếu như một ngày nào đó mà ông hoặc là bà, một trong hai người mà có một người đi trước thì người còn lại không biết là sẽ ai chăm lo cho nữa, đúng không? Sẽ rất là cô đơn. Rất là cô đơn. Rồi bây giờ trao quà cho hai ông bà đã. Bà với ông nhé, hôm nay chúng cháu vào đây thì cũng có các cô bác trong nhóm Hoa Sen Tiên Như có gửi cho hai ông bà là cái số tiền là 1 triệu để mua gạo và muối mì chính, và có 500.000 là nhấp cái tàn nó bay nhỏ, 500.000 là 500.000 là trao tiền mặt cho ông bà nhé. Vâng, già già có dịch kính tài. Nó nghĩ lò mà là mấy cho ý là liên lấy hồ máu thì họ tôi nhỏ nhùa thế là chụp to là họ gửi tao ý chọn tôi đó vừa xu thế vừa mấy tàu vừa kè rè này thế vừa sửa tròn đấy thêm mua tàu chip của nhiều còn mua tròn đấy già nên họ đây con gửi bà đây là tiền nè là nhau đấy đây ở là nhau là cho phong là khác là pa này bảo giờ thế sao tỷ rồi là nhau là vài cu là chít bùa chỉ chỉ mất chỉ ho chỉ mất cá chỉ 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 tống chít bùa ôi ôi chú có chiếc bao ông nhìn thấy không ạ? Giờ mà giờ chú bón nhớ chả ông có nhìn thấy không ạ? Bỏ chỉ bỏ mình chỉ chỉ bỏ giờ bỏ má khen như bỏ à chưa anh chỉ bỏ mình chỉ chỉ bỏ bỏ mẹ mà không bỏ này bỏ đấy nhỉ chỉ bỏ nè bỏ tôi lâu à tôi nia tôi chỉ lâu chỉ lâu à bác Hồ à? Vâng đây là bác Hồ ạ. Vâng đây là cái thời của ông là không biết cái mệnh giá tiền này đâu. Đúng rồi. Đấy, thời của ông là chỉ có cái tờ 100 tiền giấy kia kìa. Ừ. Đầy ni ở chi bùa chiêu giờ. Chi bùa chiêu, tao chiêu chỉ tao u. Ừ, cho chiêu. Ông cũng biết là lấy lại này lại mới đấy. Tiền xem mới. Ừ. Tuổi nào? Năm tao chờ chờ xong ớt chỉ một khứ bao một dòng nhỉ? Nhà máy xe mất cầu xong chỉ bao. Cầu xong đấy á? Mua luôn. Được hơn 10 năm là không biết đi chợ, không biết đi tiêu tiền rồi. Hơn 10 năm thì là tất cả 2 là 10. Nhưng mà không biết là từ lúc ông từ lúc ra cái tiền đồng tiền polymer này không biết là ông đã biết chưa nhỉ? Tao tao cho nhiên này ở bao tao. Nhiên bao mà, bao mà. Ồ, tao tao ở bao mày mẹ á. Bao à. Ồ. Tao tao dùng tiền hả? Tao mà, tao tao. Lúc đấy ông là cũng 90 mấy rồi. 90 mấy rồi, 90 mấy rồi. Chứ bố tao dùng rồi này. À. Không dùng có. Nhưng mà ông là đang không biết là tức là cái cho mượn một tí nhá. Đây là ông đang không biết hình ảnh của bác ở đây các bác ạ. Ông là đang không biết hình ảnh của bác là ở đây. Đấy ông là có một người già già trong này này. Ông bảo như vậy. Đấy. Tu ni ở tu chi lao hu ở giờ. Ờ. Vâng, bác Hồ ấy ạ. Vâng ạ. Đâu? Rất lưu giả luôn. Còn đây nhá. Thế ông bà cất tiền đi xong là xem lúc nào thiếu mà muối mì chính cái gì thì ông bà lên trên này mua nhá ông bà nhá. Nè, khả cho trẻ cho thật tư dò thì mấy chênh trẻ thì tạm mà nế thì tạm mùi dùa nó. Dạ. Thế tạ chú mà nế tạm mùi dùa nó. Ừ, thì dù gì mình nón cháy luôn. Ừ. Dạ, mua trong nế tụi lòng hình kia nế khả nế cho trẻ về. Chúng mình nè khó chứ mới, chúng mình nè khó chứ. Đây, gọi về cái này là chỉ cho bà thôi. Bà ơi, hôm nay chúng cháu mua nhá, cái số tiền 1 triệu của ông các bác nhà bà Sen Chân Như cũng nhắn cho cháu mua là đây có gạo này, ít po chu này, còn đi cho ké nhá, đây là trứng này và đây là có mì tôm cho phanh trừ. Ở chính chỗ honey mà cho chế phư thấy thấu biết khen hay là ca là bu này thì có nó ở ấy ạ? Bấm bông tàu. Hôm nay mình giải thích là sữa ống thọ. Em Dương cũng có mua cả sữa ống thọ cho ông nữa, bởi vì là trước nghe bà nói là cũng ông cũng rất là thích uống sữa này.
thì em Dương có mua thêm 2 hộp cho ông nữa. Một chín mười chín. Ôi rồi ôi, lúc đấy bố mẹ mình còn chưa ra đời. Chết đúng rồi. Là gì nữa? Cho nên trẻ họ bò. Cho trẻ này á. Cho trẻ gió của tao giải nên nó. Đây, còn trong này có mắm muối mì chính này. Cho nên cho nó bò. Cho này con ông ma. Cho nên cho nó này. Chỉ chưa? Cái này cho ông, cái này cho ông. Mà ở lúc phương, ở lúc này cho giả về. Đây này. Ôi, chị giả kêu. Con ní giò cho... Giả chị à? Cho cô mì. Cho cô mì nè. Cô mì nhu. Đấy, ông không biết cho bà cất thôi ông ạ, tiền đấy. Ông không biết đút túi. Ông không biết đút túi rồi. Má không nhìn thấy rồi. Giò phải ní chi giò chờ. Có phải loại này không ạ? Vâng. Giò đó. Vâng. Ông bảo được rồi. Tốt quá rồi. Đấy, tốt quá rồi ông nhỉ? Tốt rồi. Thế ông chịu khó uống sữa và chịu khó ăn cơm rồi nha ông nha. Chị chỉ là nó mỏ thế à. Ừ, hầu của mình kia thật tư chúa chỉ gió nên mà bỏ mà dưa đó nên nó. Ông ơi, chúc phúc cho anh em mình. Đây cô bác, đây là những lời chúc phúc của ông. Ông cũng rất là cảm ơn tất cả toàn thể các cô bác trong nhóm Hoa Sen Trên Như cũng như là anh em đội team đã cảm ơn các cô bác đã gửi những phần quà này về để cho ông cùng với bà. Và cũng cảm ơn anh em và team đã làm cầu nối và mang những phần quà này đến cho gia đình của ông. Ông cũng chúc các cô bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như này cùng với lại anh em chúng cháu là thọ được hơn cả ông nữa. Ông cũng chúc anh em và cũng như toàn thể các cô bác là như vậy. Thì một lần nữa anh em chúng cháu cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như cùng với gia đình đã luôn luôn đồng hành cùng với lại anh em đội team Bản Sắc Dân Tộc chúng cháu để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh cô nhỡ, những hoàn cảnh những cụ già neo đơn như cả hai ông bà cụ ở đây. Thì chúng cháu thật sự là không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn toàn thể các cô bác, chúc toàn thể các cô bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Còn đây những cái phần quà thì anh em chúng cháu đã trao cho ông bà rồi. Nghe ông kể về những cái đồng tiền, những mệnh giá tiền này và hình ảnh của bác ở trong cái tờ tiền ở đấy thì thật sự ra là như một cái cuộc sống của ông cảm giác như kiểu ông đang ở một cái thế giới khác hoàn toàn so với lại mình luôn. Thật sự như cảm giác như là ông đang ở một cái thế giới khác luôn. Hiện tại em Dương cũng xin nói một chút nữa về cái tình trạng của ông cụ là hiện tại là vâng ông ạ. Vâng, hiện tại ông đang là nằm một chỗ là quanh quẩn ở gần cái chỗ giường ngủ đấy thôi. Em mà về bà ấy xong mặc cái áo này cho ông này. Đi cho ông áo lưu cho được phút nữa này. Nào lưu ni sao sao là. Mà mấy cái gì nhém không? Hả? Thôi con chào hai ông bà nhá. Bà tí nữa bà nấu cơm cho ông ăn với nhá. Em chó mà ông mọt rồi nên nào mà. Chè bé một bé là ông mà. Bé một bé chè ông. Vâng là để xa vào cái cán này để sử dụng tặng. Đây này, đây là cái kiềng đây. Cái kiềng này là cổ lắm ấy. Cái kiềng cổ này. Đây. Bây giờ mình lật ra một chút này. Gãy đi gãy về mấy lần. Ôi rồi không dám. Không. Nó đâu, cái vòng này là không, cái vòng này là cái vòng gì nhỉ? Cái vòng này là không phải của cái kiềng đâu. Cái kiềng bây giờ là ông bà chỉ tận dụng ba cái chân này thôi. Ba cái chân thôi, bởi vì cái vòng tròn bên trong là đã bị gãy rồi. Bây giờ lật lại một cái sợi đổ. Đây này. Đây, nó đã buộc. Bị gãy đến đây này, các bác này, đây này. Đấy, cái chỗ này nó bị gãy đến đây rồi. Đoạn bên này là không có đâu. Đúng rồi. Đấy. Ở bên này làm sao nhìn thấy được ấy nhỉ? Đây các bác. Hình là cũng khó mà quay đây này, chỗ này. Đấy. Thật là cái kiềng của ông bà là hỏng rồi. Chắc là theo tuổi từ ông, đời ông bà thôi. Cái chỗ này này, cái chỗ này cũng bị như thế này các bác này. Vâng. Đấy.
là lấy cái gì chấp ba lên. Đến bây giờ ngày hôm nay ban nữa em Dương mới để mới thấy. Hy vọng là qua thước phim này thì đợt sau sẽ được cô bác các cô bác Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho hai ông bà, ít nhất cũng là mua được cho ông bà một cái kiềng và thêm một cái bô cho ông bà, à cho ông cô bác ạ. Đúng rồi, bởi vì ông là bây giờ cũng bà mà đi làm nương làm rẫy thì nó đi lại tiểu tiện là ông cũng chỉ nằm một chỗ thôi. Ừ, thế em chỉ như sao à? Rất là vất vả cho bà cụ một thân một mình. Mà này nhau này mà. Cũng như là một thân một mình phải làm nương làm rẫy để tự mưu sinh, lo toan cho cuộc sống của mình. Mà nhà cửa hiện tại đã gọi là hoang tàn, không còn bất cứ một cái gì hết, chỉ có ở tạm kể trong cái căn nhà cộng đồng thôn đây này. Mà cái căn nhà cộng đồng thôn là hiện tại cũng đã hỏng rồi các bác ạ. Đây, còn phía bên trên này là cái nhà của hai ông bà, đã có tuổi đời thiêu ông bà rất là lâu năm rồi. Và hiện tại thì cũng đã đổ bể sau những cái trận mưa gió rồi cô bác ạ. Đó, cái này thì anh em cũng có chia sẻ khá là nhiều. Cái bên ngoài này, cái chỗ để những cái tạp này là trước là một cái giường ngủ. Còn bên trong này là một cái bếp lò cũng như là bếp nấu nướng ở trong này. Tuy nhiên là sau những cái trận mưa là lấy đi tất cả của hai ông bà, đã cam khổ để có được một cái căn nhà như vậy. Tuy nhiên là cũng không được kiên cố. Và cái cột ở trước mặt đây này là trước cũng có nghe nói bà con ở trong này nói là cái nhà của hai ông bà là cũng đã bị cháy một lần đó, và được bà con là giật táp. Tuy nhiên là vẫn không kiếm được cột ấy, xong rồi vẫn sử dụng cái cột cũ, cho nên là bây giờ mới đen xì và thành than hết đi cô bác. Đó, đây là cái cột mà có tuổi đời, với lại cái nhà có tuổi đời thiêu hai ông bà là cũng khá là lâu rồi. Còn phía bên trong này cái chặn bác, còn ở dưới này thì trước hai ông bà cũng có nuôi gà, có nuôi gà bên này và cái ấp trứng đó. Và hiện tại thì cũng không tan tành hết rồi, gà là không còn nuôi nữa. Và ở bên phía bên trong nhà đây, trên này là trước anh em lấy quà, lúc nào vào thì bà cũng bảo anh em lấy lên để trên gáp. Tuy nhiên là những cái cây đòn tay đỡ gáp là cũng bị móc mọt mụt hết rồi đó, và những cái cột nữa. Còn phía bên trên này thì cũng gọi là tan tành hết rồi cô bác ạ. Đó, những cái tấm pillow là vỡ vụn hết rồi, bay đi bên đằng sau nhà hết rồi. Còn bưng xung quanh đó là những cái vách tre vách nướng là cũng khá là lâu rồi và cũng bị mục hết rồi. Đây, những cái chan mà có tuổi đời khá là lâu, ông bà là rất là tiếc cho nên là không dán vứt đi, phải lấy đây để treo, để những cái khi mà mình mùa đông đến ấy thì có cái đáp, nhưng mà hiện tại là không dùng được rồi, do là mưa gió nhiều quá, muốn lấy đi tất cả của ông bà. Vâng, thưa cô bác là hôm nay vào thì cũng chia sẻ và lấy những cái phần quà đặc biệt ý nghĩa của các cô bác nhóm Hoan Sinh Chuyên Như. Thì một lần nữa cho phép em già xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác, cũng như là xin chúc tất cả cô bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, còn lấy là em già và ba anh em Dương sẽ đi vào nơi khác nữa ấy. Thì em già xin dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.